Petro Việt Nam, năng lượng cho phát triển. Vượt đường dài mà chính người mười ý. Thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Rất sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Vượt đường dài mà chín người mười ý. Thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Rất sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Trên màn ảnh của chúng ta đang chuẩn bị đến với một trận đấu đôi nam nữa. Đấu giữa hai đơn vị là Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long với hai tay vợt Hà Tuấn Hải và Nguyễn Việt Trường. Bên phía Đại học Kinh doanh Công nghệ có sự xuất hiện của Phan Trường Huy và Phan Trung Hiếu. Hai tay vợt của Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long sẽ ở phần sân phía gần màn ảnh của chúng ta. Còn ở phía xa sẽ là hai tay vợt của Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Trên màn chúng ta là Trường Huy và Trung Hiếu. Đôi nam đã bắt đầu. Đây sau pha giao cầu là điểm số đầu tiên của bộ đôi đến từ HUBT. Và tấn công hay, một đều. Không được. Dính lưới. Điểm số cho Trương Huy và Trung Hiếu. Và phòng thủ tốt. Cầu ngoài. Và đáng tiếc. Và cầu bền tốt của bốn tay vợt. Điểm số thuộc về Tuấn Hải và Viết Trưởng. Pha nhảy đập không qua lưới. Điểm số thứ 3 cho tay vợt đến từ Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Cầu ngoài. Tình huống cầu ngoài nữa. Tình huống cầu ngoài liên tiếp. Điểm số thứ 5 cho Tuấn Hải và Viết Trưởng. Phòng thủ không thành công. Điểm số thứ 2 cho Trương Huy và Trung Hiếu. Áo cầu lôi 6-2.
Cầu ra ngoài sân. Bảy hai. Pha chơi lớn không thành công. 3-7. Nên tiếp là hai cú nhảy đập và điểm số thứ 8 đã thuộc về Tuấn Hải và Viết Trường. Điểm số thứ 9. Khoảng cách bây giờ đã là 6 điểm. Bộ đôi của HUBT cần phải lấy lại sự tập trung. Quá đáng tiếc trong tình huống phòng thủ vừa rồi. Rồi thì tập hợp của HUBT nó phải xin dừng trận đấu để hội ý với ban huấn luyện. Đây sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng để giúp cho bộ đôi này có thể lấy lại sự bình tĩnh cũng như sự tập trung trong điểm số còn lại của trận đấu. Không tốt. Điểm số thứ tư cho Trường Huy và Trung Hiếu. Năm mười. Điểm số cho cặp đôi đến từ Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long. 11-5. Cầu ngoài. 12-5. Một điểm số nữa thì bốn tay vợt sẽ tiến hành đổi sân. Một nửa hiệp thi đấu đã trôi qua. Khoảng cách bây giờ đang là 8 điểm. Trận đấu thì cặp đôi Trường Huy và Trung Hiếu sẽ thi đấu ở phần sân gần với máy quay của chúng ta. Cầu ngoài hơi đáng tiếc, pha đánh cầu chéo sân vừa rồi. Điểm số thứ 6 cho Trường Huy và Trung Hiếu. Liên tiếp là những pha đầu cầu không chính xác. 7-13. Đang có những sai số của cả tài vợt đến từ hai bên.
85. Và thành công tốt. Điểm số thứ 9 cho Trường Huy và Trung Hiếu. Bộ đôi của HUBT đang dần lại sự bình tĩnh và tập trung. Một cách bây giờ đang là 6 điểm. Để khi tôi vừa nói thì đã có điểm số thứ 10. 10-15. Đáng tiếc một tình huống cầu không qua lưới. Mười sáu mười lăm. Cầu ngoài. 11-16. Hay tình huống điều cầu tương đối lôi để cho Trường Huy và Trung Hiếu có điểm số thứ 12. Không hiểu ý nhau. Giao cầu khiến cả hai tay vợt bên phía HUBT khá giật mình. 17-12. Chắc lại là ở nội dung phong trào, tay vợt sẽ đến set 25. Quá đáng tiếc cho HUBT vừa rồi. Tình huống khoảng không sân ở bên phía tay phải đã mở ra rất rộng. Tuy nhiên thì hai tay vợt lại đưa cầu đi ra ngoài. Cầu không tốt. 13-18. HUBT 19-13. Cầu không qua lưới. 20 là xin thời gian hội ý. Đây là giai đoạn rất quan trọng đối với Tuấn Hải và Viết Trưởng. Đội này đang cách chiến thắng là 5 điểm nữa. Không tốt. Và bao lưới không tốt của Trung Hiếu. Nhảy đập tốt của Trung Hiếu. 14-21. Tiếp là những tình huống tấn công. Điểm
điểm số thứ 22 cho cặp đôi đến từ trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long. Cầu ngoài. Hai ba mười bốn. Tấn công không thành công của Trung Hiếu. 24-14 và game point. Như vậy là cặp đôi đến từ trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long đã giành chiến thắng với tỷ số 25-14. Petro Việt Nam, năng lượng cho phát triển. Vượt đường dài mà chín người mười ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Thật sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Vượt đường dài mà chín người mười ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Thật sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.